năm vừa qua rất khó khăn, nhưng ta giành chiến thắng. Bao chàng trai cô gái ngoan cường với chiến tích phi thường, tầm đoàn ta bó đua tôn vinh top 100 chiến binh. Cùng người thân không yên hy sinh, lẽ làm sao xứng danh. Thế mừng công sánh vai nhau, không nói lời khuôn sáo, cứ hồn nhiên câu hát chân thành, trao nhau cũng tâm tình. Niềm hạnh phúc với EPT ta cùng nhau khắc ghi, buồn dòng sông ca sĩ bất đắc dĩ bị bắt. Rồi, thực ra không có bài hát nào, cũng chẳng có lời nào có thể bày tỏ được lòng tri ân của tập đoàn FPT với những người chồng, người vợ, với những người bố, người mẹ và kể cả các con của Top 100. Vì vậy, tôi xin đề nghị chúng ta cùng nhau tất cả, cứ theo tôi là được. Ta sẽ hô thế này. Hô đi hô lại nhá, theo nhìn mồm nhá. Đồng bọn mình là đồng bọn mình. Đồng bọn mình là đồng bọn mình. Đồng bọn mình là một gia đình. Xong ta cứ quay lại thế nhá. Xong chưa? Cuối cùng ta ura ba lần. Sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3. Đồng bọn mình là đồng bọn mình, đồng bọn mình là đồng bọn mình.